Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Ok, và sau cái tập hướng dẫn cơ bản đầu tiên thì Min rất là được những bạn yêu cầu để làm thêm phần 2. Thì hôm nay Min sẽ làm hướng dẫn nhảy cơ bản phần 2 để giới thiệu với tất cả các bạn về những cái phần chi tiết đi về hông. Cách xoay hông nè, đi vòng số 8 và đánh hông như thế nào. Thì trước khi bắt đầu vào bài học thì Min rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Min nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, và động tác đầu tiên thì Min muốn giới thiệu với tất cả các bạn chính là động tác đánh hông. Và bây giờ mình sẽ đánh qua, đánh lại. Mình sẽ sử dụng ngay phần hông của mình ở đây. Cái lực hông. Rồi mình sẽ đánh lên, đánh qua. Đó, kèm theo đó là mình sẽ khuỵu cái phần đầu gối của mình xuống một chút. Rồi mình đánh qua. Ok. Cái động tác này rất là thường hay gặp cho nên là mình sẽ tập kỹ hơn một chút. Mình sẽ đứng lại gần cho mọi người thấy rõ cái phần hông nha. Mình sẽ có thể dịnh tay ở đây để cảm nhận cái phần hông của mình ha. 1, 2, 3. Lúc mà mình đánh á, mình sẽ dùng thêm đầu gối của mình để nâng lên. Ví dụ như mọi người khuỵu xuống nè. Rồi mình dùng đầu gối của mình để mình đứng thẳng. Lúc mà khuỵu, rồi lúc mà đứng thẳng để mình được cái độ sâu của cái hông của mình hơn. Tức là cái độ đánh lên nó sẽ sâu hơn, nó cao hơn. Ok, thay vì mình đi bình thường mình chỉ được như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ đánh sâu hơn một chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, và mọi người hãy cứ thực hành cái này. Đến khi mà mình nhuần nhuyễn thì lúc đó mình sẽ có thể feel với tất cả những cái bài hát nào mà mình muốn. Ví dụ mình có thể mở đại một bài hát thì mình có thể mở theo tùy theo tốc độ bài hát mà mình đánh không. Ok, thế là đã xong động tác đầu tiên rồi. Động tác thứ hai cũng phần hông này mà chúng ta sẽ xoay giống như khi chúng ta khởi động gì đó. Mình sẽ xoay hông thì bên trái hay bên phải là tùy ý của mình ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, rồi 2 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần này mọi người có thể thẳng chân hoặc là khuỵu chân thì tùy theo cái bài hát, tùy theo cái vũ đạo mà người ta muốn đưa ra. Ví dụ như động tác này mình sẽ làm thẳng chân là như thế này. Và bây giờ mình sẽ làm khuỵu chân rồi mình sẽ khuỵu xuống như thế này. Tùy theo cái bài hát ha. Ok. Ở phần trước thì mình có tập cái phần ngực rồi á, thì mọi người có thể kết hợp cả hai cái để cho nó có cái động tác nó khó hơn. Ví dụ như thế này. 1 và 2 và 3. Nhưng mà cái này mọi người muốn làm được thì mọi người phải thuộc riêng cái phần ngực. Pin sẽ để link ở dưới cuối video nha. Và cái phần hông này mình sẽ quen hết của tập này thì mình hai tập mình sẽ kết hợp lại mình mới ra được cái động tác này. Đó, thì động tác những cái động tác ngực và hông là những cái động tác mà rất là nhiều người sử dụng và mọi người sẽ thấy ở trong rất là nhiều cái bài hát, cho nên là hai cái phần này Pin nghĩ là hai cái phần cơ bản quan trọng nhất mà mọi người cần phải học. Ok, mình sẽ đếm lại hai cái động tác mà mình vừa tập lúc nãy nha. Động tác đánh hông nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4. Ok, 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và ngược lại tùy theo mọi người. Tức là mọi người sẽ cố gắng tập hai bên, cả bên phải và cả bên trái luôn, để cho mình sẽ thuận cả hai bên để mình sẽ có thể ứng dụng được trong rất là nhiều bài khác nhau. Ok, động tác thứ ba cũng là động tác khá là quan trọng, đó chính là động tác vòng số 8. Ok, rồi mình sẽ đánh qua như thế này, hơi khó một chút nha mọi người. Lên là tức là mình hơi xéo qua bên đây một chút nè, xéo sau đó vòng về và vòng về. Ok, động tác này hơi khó nha. 2 đi. 1 và 2 và 3 và 4. Ok, mình sẽ quay qua bên đây cho mọi người dễ hình dung nha. 1 dòng về 2, 3 dòng về 4. Ok, cứ thế mà mình đánh qua đánh lại ha. Dòng số 8 mọi người cứ tưởng tượng là giống như mình vẽ số 8 vậy đó, nhưng mà mình vẽ bằng cái phần hông của mình.
Tức là mình vẽ số 8 ở dưới mặt ngang như thế này. 1 dòng, 2, 3 dòng, 4, 5 dòng, 6, 7 dòng, 8. Ok, mình sẽ quay đằng sau lưng cho mọi người dễ hình dung. Rồi, 2, đi. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. Ok, rồi bây giờ mình sẽ kết hợp cả 3 động tác nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quay không? 2, 2, 3, 4, 5, 6, dòng số 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Rồi, bên cạnh đó thì mình sẽ có thêm những cái động tác phụ giống như là đánh hông lên nè. Đó, thì nó cũng giống như là mình đi cái hông hồi nãy thôi, nhưng mà mình sẽ hủy cái phần chân nó khác hơn và mình hất cái phần hông. Nói chung là mọi người sẽ cố gắng dùng cái lực ở từ bên phía hông của mình để mình đánh lên. Ví dụ nha, hất và hất, hoặc là hất và hất. Ok. Ok, và đó là một số động tác cơ bản về hông mà Bin thường hay thấy rất nhiều ở trong những bài hát và những vũ đạo khác nhau, nhưng mà người ta sẽ kết hợp với những động tác cơ bản hông đó. Thì Bin rất là mong thông qua video này tất cả các bạn sẽ có thể làm chủ được cái phần hông của mình nè. Và sau đó chúng ta sẽ cùng xem lại tập 1 để mình có thể kết hợp thêm phần ngực của mình nữa. Và khi mọi người nắm được hai cái cơ bản là phần ngực và phần hông rồi á, thì mình sẽ dễ dàng hơn trong cái phần di chuyển động tác của mình. Và mình cũng có thể, ví dụ như mình đi chơi hay ở đâu đó, thì bất kỳ một cái bài hát nào mình cũng có thể feel theo bằng ngực và cái phần hông của mình hết. Ok, chúc các bạn thành công và đừng quên subscribe kênh YouTube, chia sẻ video giúp Bin nha. Bye bye.